Nhằm tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 10 tháng 12 năm Nhâm Dần, tại chùa Pháp Thạnh, tại ấp 2, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đại đức Thích Thiện Trực, Phó Ban Kinh tế Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa, trụ trì chùa Pháp Thạnh, long trọng tổ chức lễ tất niên năm 2022. Quang Lâm tham dự có Chư Tôn Đức trong Ban trị sự tỉnh, huyện, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh, đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền về chứng minh và dự lễ. Trong năm 2023, chùa Pháp Thạnh tiếp tục duy trì những hoạt động đã thành tựu trong năm 2022, trong đó trọng tâm là việc xin phép các cấp lãnh đạo giáo hội và các cơ quan hữu quan nhà nước về việc đại trùng tu công trình chính điện. Đại diện chính quyền đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của chùa Pháp Thạnh trong công tác an sinh xã hội. Ông chân thành tri ân chư tăng Phật tử chùa Pháp Thạnh và gửi lời chúc sức khỏe, vạn sự kiết tường trước thềm năm mới. Nhân đây, ông thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hữu Thạnh trao tặng lãng hoa chúc mừng buổi lễ thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa, Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nhắc lại giá trị của lời Phật dạy, dù trải qua hàng ngàn năm vẫn mang lại lợi ích thiết thực. Đại đức chúc mừng đạo tràng Bác Quan Trai chùa Pháp Thạnh đã tu học xuyên suốt từ lúc thành lập năm 2016 cho đến nay. Đại đức ghi nhận công đức và đánh giá cao những thành tựu của chùa Pháp Thạnh trong năm qua, nhất là công tác từ thiện xã hội. Ngoài ra, Đại đức trụ trì còn luôn tích cực hỗ trợ các công tác Phật sự chung của Phật giáo tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, huyện Đức Huệ. Cuối lời, Đại đức mong muốn các cấp lãnh đạo chính quyền, quý Phật tử, mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ để chùa Pháp Thạnh đạt được những thành tựu nổi bật trong năm mới, nhất là công trình trùng tu chính điện sớm được viên mãn. Ghi nhận công đức của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ chùa Pháp Thạnh năm 2022, Đại đức trụ trì đã trao tặng kỷ niệm chương và bằng công đức đến nhiều tập thể cá nhân. Thay mặt ban tổ chức, Đại đức Thích Thiện Trực có lời phát biểu cảm tạ Chư Tôn Đức, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, các cấp lãnh đạo chính quyền, quý mạnh thường quân, quý Phật tử. Buổi lễ kết thúc trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị.